Hello cả nhà, chào mừng các bạn quay trở lại với Technoland. Hôm nay mình tính chia sẻ cho các bạn về một dự án khá hay trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ của khu Nam Sài Gòn. Nhưng mà hôm nay không may trời hơi tệ, ngoài trời đang mưa, thế nên là mình không ra thực tế được. Mình sẽ ngồi đây để chia sẻ một ít thông tin về dự án đó cho các bạn biết. Và đấy là dự án Park Vista trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè. Đây là một đoạn đường theo cá nhân mình rất tiềm năng. Sở dĩ mình nói như vậy vì đây là một tuyến đường thẳng tắp nối từ trung tâm Sài Gòn, cụ thể là quận 4, và điểm kết thúc sẽ là khu vực các cụm cảng, các khu công nghiệp của Nhà Bè cũng như là của khu Nam. Quy hoạch của đường này thì rất là đẹp, lộ giới lên đến 60m. Hai bên đường thì đa phần sẽ là các dự án, các khu dân cư đã được quy hoạch đồng bộ, từ những dự án căn hộ cho đến các khu cầm bao, biệt thự, nhà phố. Đấy, một vị trí rất là đẹp. Và có hai dự án trên đoạn đường này, theo cá nhân mình, sau khi hoàn thành sẽ làm giá trị bất động sản của khu vực này tăng giá. Đầu tiên đó là dự án Hầm Chui, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. Khi hoàn thành thì hầm chui này sẽ giải quyết vấn đề tắc đường, kẹt xe, cũng như là làm giảm áp lực giao thông của nút giao nhau Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Hiện tại thì dự án này đang triển khai. Và dự án thứ hai đó là khu đô thị rất lớn, rất quy mô, đó là khu đô thị ZGI, tên cũ lúc trước là Z Metro City. Quy mô của khu đô thị này rất lớn, 340 hecta, và hiện tại cũng đang triển khai giai đoạn 1. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng thực hiện một số video để chia sẻ những thông tin cũng như là tiến độ về dự án này, vì theo như cá nhân mình, đây là một dự án có thể làm thúc đẩy cũng như là góp phần làm tăng giá trị, nổi bật giá trị của khu Nam Sài Gòn. Đấy, một số thông tin về hạ tầng, một số thông tin về điểm nhấn bất động sản của khu vực này trong năm 2020. Và bây giờ thì quay trở lại vấn đề chính hôm nay, đó là dự án Park Vista. Đây là dự án do công ty xây dựng Đông Mê Công làm chủ đầu tư, một cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng. Dự án tọa lạc trên mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Từ vị trí dự án thì các bạn chỉ mất chưa đến 10 phút để di chuyển về quận 7 cũng như là Phú Mỹ Hưng. Dĩ nhiên, tại đó thì sẽ cung cấp gần như là đầy đủ những tiện ích cho các bạn trải nghiệm, từ những tiện ích giáo dục như là các trường mầm non nè, cho đến các trường đại học danh giá uy tín. Về y tế thì ngoài những bệnh viện công tại khu vực này sẽ có thêm những bệnh viện quốc tế. Còn xét về trung tâm thương mại hay là các dịch vụ thì tại quận 7 Phú Mỹ Hưng có rất là nhiều trung tâm thương mại quy mô rất là lớn. Quy mô dự án khoảng 1,27 hectare với 4 block cao 24 tầng. Bên dưới có hầm để xe, tổng cộng sẽ có khoảng hơn 600 căn hộ, diện tích đa dạng từ trên 50m² cho đến gần 100m², tương ứng từ 1 cho tới 3 phòng ngủ. Đây là một số căn hộ cơ bản. Ngoài ra thì còn có thêm một số ít những loại hình căn hộ khác nữa. Nói chung là đa dạng sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Mật độ xây dựng khoảng sắp xỉ 50%. Đây là một con số theo như cá nhân mình không hấp dẫn lắm, vì mật độ xây dựng càng cao đồng nghĩa với việc là các mảng xanh, các phần tiện ích sẽ bị hạn chế. Pháp lý sẽ là sở hữu lâu dài cho người Việt Nam. Và theo như mình được biết, dự kiến bàn giao sẽ là những tháng đầu năm 2018. Đấy, đấy là vấn đề của dự án này. Vì hiện tại đã là năm 2020 rồi, thế nên dự án bị trễ tiến độ. Theo như mình tìm hiểu thì cũng có những buổi gặp gỡ giữa cư dân, khách hàng mua dự án với bên phía chủ đầu tư.
và bên chủ đầu tư cũng đã có cam kết sẽ bàn giao vào những tháng đầu năm 2021. Thôi thì cũng đã có những buổi gặp gỡ, cũng có những cam kết giao ước, thì chúng ta sẽ đợi phần tiến độ tiếp theo như thế nào. Nhưng mà hiện tại khi mình di chuyển qua khu vực này, công trường không nhộn nhịp lắm, công nhân thưa thớt, hơi vắng lặng. Đấy là một số thông tin về Bắc Vista, một phân khúc phổ thông cũng không có nhiều những điểm hấp dẫn. Và điểm mà làm mình thích nhất, nổi trội nhất chắc chắn đó là phần vị trí của dự án. Vì xung quanh đây có những khu dân cư, những dự án khác đã được hình thành, đã được đồng bộ. Như ngay sau Bắc Vista sẽ là khu dân cư Làng Đại Học. Tại đây thì có rất nhiều căn biệt thự đẹp, những căn hộ dịch vụ để cung cấp phần tiện ích cho sinh viên hay là những người làm văn phòng. Một số ít thì vẫn còn những dãy nhà trọ đã hình thành khá lâu, từ gần 10 năm trước. Tuy nhiên mình nghĩ tương lai những dãy nhà trọ này sẽ hoán đổi thành các căn hộ dịch vụ để tăng lợi nhuận, tăng thu nhập, cũng như là đồng bộ mỹ quan của khu dân cư Làng Đại Học. Và bên trong khu dân cư Làng Đại Học thì đã được quy hoạch đồng bộ rồi, hạ tầng chỉnh trang cũng rất là đẹp. Ngay bên cạnh dự án Bắc Vista sẽ là một dự án đang chuẩn bị triển khai, một dự án mà hiện tại người dân cũng rất là quan tâm, đó là Sinetarai của Capoland. Và nếu như bạn nào quan tâm về bất động sản thì chắc hẳn cái tên Capoland không còn xa lạ. Một đơn vị rất nổi trội, và những sản phẩm của Capoland thì cư dân khách hàng đánh giá cũng khá cao. Và khi mà mình di chuyển qua dự án Capoland này, theo như mình quan sát thì những tấm banner quảng cáo dự án cũng đã được in lên tường con rồi. Mình nghĩ sẽ sớm thôi dự án này sẽ triển khai. Và đối diện với lại Bắc Vista, qua bên kia đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ là hai dự án căn hộ Darren Hill và Park Residence. Hai dự án này thì cư dân cũng dọn vào tương đối đông. Nói tóm lại, vị trí dự án Bắc Vista khá đẹp. Và nếu mà mình nhớ không nhầm, khi dự án triển khai cho ra mắt, giá sẽ dao động khoảng trên 1 tỷ cho những căn 2 phòng ngủ. Và ở thời điểm hiện tại, nếu với những căn 2 phòng ngủ cùng phân khúc của Bắc Vista quanh khu vực này, giá sẽ dao động khoảng tầm trên dưới 2 tỷ rưỡi. Thế nên là khi dự án Bắc Vista hoàn thành thì cư dân cũng sẽ được an ủi phần nào về mức lợi nhuận. Mình nghĩ như vậy. Dù sao thì khoảng thời gian chờ đợi cũng khá lâu. Ok, thì đấy là một số thông tin về dự án Bắc Vista. Hiện tại tiến độ theo như mình thấy còn dang dở. Mình nghĩ là sẽ phải còn một quá trình tương đối dài, trải qua nhiều giai đoạn nữa thì dự án mới hoàn thành. Nhưng mà mình cũng hy vọng dự án sớm tái khởi động để giúp cho hạ tầng cũng như là mỹ quan khu vực này, đoạn đường này trở nên giàu sức sống hơn. Và nếu như bạn nào có thêm những thông tin, những chia sẻ thì có thể để phía bên dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận, giao lưu, trao đổi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye.